Hồ Văn Cường quay clip xin lỗi Phi Nhung, netizen cho rằng dàn dựng vì ánh mắt của ba mẹ ruột. Vào sáng ngày 10 tháng 6, ngay sau khi lộ tin nhắn muốn lột mặt ai đó và buồn về gia đình, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã chính thức quay clip phủ bố mẹ ruột để đính chính mọi chuyện. Xuất hiện trong video dài gần 5 phút, Hồ Văn Cường chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến Phi Nhung và còn tiết lộ bí mật động trời rằng có kẻ đã xúi anh làm việc không tốt. Bên cạnh đó, bố nam ca sĩ cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra rõ ràng. Riêng mẹ Hồ Văn Cường tin hoàn toàn vào tính cách của ca sĩ Phi Nhung. Xuất hiện trên clip, Hồ Văn Cường ngoan ngoãn cúi đầu chia sẻ: "Con xin chào tất cả các ông bà, cô bác và anh chị đang xem. Hôm nay bên cạnh con có mẹ đẻ và cha đẻ của con. Qua đây con muốn lên tiếng để xác nhận lại với mọi người về những thông tin con và mẹ Nhung trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Và theo con biết vừa qua, có một chị fan hâm mộ và con quen chị đó được 6 năm. Chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên hệ với một anh IT để liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình của con. Hiện tại con vẫn chưa có sự hồi đáp từ chị NNL, hiện đang sinh sống tại Bình Dương, có nick Zalo là E. Qua video, Cường mong cơ quan chức năng hãy giúp cậu làm rõ sự thật khi tâm sự thêm. Con mong cơ quan, chính quyền giúp con điều tra sáng tỏ sự việc này. Và bên cạnh đó, con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ Nhung của con và ba mẹ của con vì thời gian con đã nghe lời của những người xấu tác động vào làm ảnh hưởng đến mẹ Nhung. Thông qua đây con thành thật xin lỗi tất cả mọi người." Bố của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng trong clip: "Hôm nay, tôi xin nói bà con cô bác và anh chị em, cô NL đó nói là chị gái của Cường, nhưng thực sự đó không phải là chị gái của Cường, mà cô NL đó với Cường là một người trao đổi với nhau mà không biết như thế nào mà dụ dỗ Cường làm ra những sự việc mà trong gia đình của mẹ Nhung xào xáo. Hôm nay nhờ chính quyền và công an tìm ra manh mối cô L này để sự việc được sáng tỏ. Như sáng nay, tôi có lấy máy của Cường để gọi cô NL, nhưng cô này không bắt máy. Một anh trai là chồng của cô L nói là cô L không có nhà. Anh nói bên Facebook hay Zalo gì á bị hack rồi, sau đó anh đó tắt máy luôn và không còn tiếp xúc với bên đây. Tôi là mẹ của Cường, tôi ở nhà của mẹ Nhung nên tôi tin tưởng chị mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết." Mẹ Hồ Văn Cường cho biết thêm. Ca sĩ Hồ Văn Cường cho biết đã chủ động viết thư tay xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung và mong nhiều khán giả hãy hiểu cho anh hơn. "Và đây là bức thư con viết xin lỗi mẹ Nhung cũng như là quý vị khán giả. Qua đây còn rút ra bài học là không nên tin vào những lời xúi giục của người khác để tổn hại gia đình mình. Thông qua đây, con cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ con. Con mong mọi người ủng hộ con và mẹ Phi Nhung, con thành thật cảm ơn." Tuy nhiên, netizen nhanh chóng nhận ra thái độ rất lạ của Hồ Văn Cường trong clip. Giọng ca nhí một thời lộ gương mặt buồn rười rượi, mắt đảo liên tục, không nhìn vào máy quay, giọng nói ngập ngừng và không tự nhiên. Trong khi đó, ba thành viên trong gia đình Hồ Văn Cường đều dàn hàng ngang ngồi ngay ngắn trước máy quay. Chính điều này đã làm không ít cư dân mạng đặt nghi vấn clip này là dàn dựng để Hồ Văn Cường xin lỗi. Chưa hết, ở cuối clip, cả ba thành viên gia đình Hồ Văn Cường cúi đầu xin lỗi nhưng bị netizen cho là không hề tự nhiên mà tỏ ra gượng gạo. Ánh mắt của bố ruột Hồ Văn Cường có liên tục nhìn về phía phải như có người nào đó đứng bên kia. Cư dân mạng còn để ý rằng clip này được quay trước chứ không phải phát livestream. Hiện tại, sự việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Một bộ phận khán giả cho rằng Hồ Văn Cường đã trưởng thành, nếu không muốn sống chung nhà nên thẳng thắn với Phi Nhung thay vì đi nói xấu người đã cho mình cuộc sống đủ đầy. Song đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, hành động biết sai để sửa của nam ca sĩ cũng đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, phần đông dân mạng lại tỏ ra thắc mắc, không rõ tại sao Hồ Văn Cường phải lên tiếng xin lỗi, chưa kể những hiểu lầm giữa anh và mẹ nuôi đã được hóa giải từ lâu. Có trách thì trách những kẻ lợi dụng sự hiểu lầm quá khứ để khơi lại và làm to chuyện ở hiện tại. Thậm chí, có người còn nghi ngờ đoạn clip này là do Phi Nhung yêu cầu Hồ Văn Cường thực hiện bởi biểu hiện của giọng ca trẻ cho clip giống ép buộc hơn là tự nguyện. Và qua sự việc lần này, một số khán giả cho rằng Phi Nhung không đơn giản như những gì cô thể hiện trên sân khấu, mạng xã hội. Song tất cả chỉ là nhìn nhận một chiều từ phía dân mạng.